Lịch sử Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp chưa bao giờ thiếu đi những cặp đôi tạo nên sức mạnh hủy diệt của đội tuyển, đặc biệt là các danh thủ chơi khu vực đường dưới, nơi đòi hỏi sự gắn kết nhiều hơn bất cứ vị trí nào khác. Đương nhiên, khi đã nhắc đến xạ thủ hỗ trợ, chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua Bang và Wolf, cặp ba trung huyền thoại của SKT T1 trước đây. Hôm nay hãy cùng MGN Esports nhìn lại sự nghiệp đầy huy hoàng của hai con người vĩ đại này nhé. Bang và Wolf đều cùng sinh năm 1996 tại Hàn Quốc. Trước cả khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Bang cùng Wolf đã là bạn của nhau. Cuối năm 2012, Wolf gia nhập Najin Shield 2 tháng sau Bang và bộ đôi trở thành cặp xạ thủ hỗ trợ chính thức cho đội tuyển. Được một thời gian, Bang rời đội để chuyển sang Senix Plus, còn Wolf đến với Chunam Techno University. Tuy vậy, hai tuyển thủ đều không có thành tích gì nổi bật trong thời gian này. Mãi đến tháng 10 năm 2013, Bang và Wolf lại cùng lúc rời đội chủ quản. Với khả năng khi đó, Bang thừa sức vượt qua kỳ sát hạch tuyển người của SKT T1 và anh cũng có ý định đầu quân cho đội tuyển này. Ngày đó, các đội chuyên nghiệp thường chiêu mộ các người chơi đường dưới theo cặp. Và nếu một game thủ đến ứng tuyển vị trí AD Carry, anh ta có quyền dẫn theo hỗ trợ ăn ý nhất. Bang đã thuyết phục Wolf cùng đến SKT với mình. Và cuối cùng, cả hai đã là một phần của đội hình SKT T1S thi đấu mùa 4, bên cạnh những tuyển thủ tiềm năng như Marine hay Easy Hun. SKT T1S tham gia cả hai mùa LCK năm 2014. Ở mùa xuân, đội tuyển áo đỏ sớm bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng đến mùa hè, Bang, Wolf cùng đồng đội lại xuất sắc kết thúc ở vị trí thứ tư, thứ hạng cao hơn cả người chị em SKT T1K, vốn đang là đương kim vô địch thế giới. Luật mới quy định một chủ sở hữu không được cùng lúc nuôi hai đội tuyển, vì thế SKT T1S và SKT T1K sẽ sáp nhập với nhau từ 2015. Khi này, bộ đôi Picklet cùng với Pumandu đã chia tay SKT, vậy nên Bang và Wolf sẽ kế nhiệm khu vực đường dưới của đế chế áo đỏ. Dù sở hữu kỹ năng cá nhân rất cao nhưng so với mặt bằng chung lúc đó, Bang và Wolf không quá nổi trội. Vì thế, nhiệm vụ chám vào chỗ trống của bộ đôi vô địch thế giới vốn nổi tiếng với sự ăn ý chắc chắn sẽ mang đến cho Bang và Wolf những áp lực khổng lồ. Nhưng đối với cặp đôi trẻ tuổi, thi đấu trong MO SKT dưới ánh nhìn của hàng triệu người hâm mộ đế chế đỏ thì sức ép khủng khiếp là điều khó tránh. Ngay ở LCK mùa xuân 2015, Bang và Wolf đã tạo thành một pháo đài chắc chắn tại đường dưới, góp công không nhỏ vào chiếc vô địch quốc nội của SKT. Giữ vững phong độ từng hạng gục CJ Enters và GE Tigers, Bang Wolf tiếp tục càn quét những nhà vô địch khác tại đấu trường MSI. Sau màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu nghẹt thở trước Fnatic ở bán kết, chiếc vô địch quốc tế đầu tiên đã ở rất gần với Bang và Wolf. Nhưng bất ngờ, Edward Gaming, đặc biệt là Paul lại chơi trận chung kết quá xuất sắc để khiến Bang và Wolf cũng như SKT một lần nữa phải ôm hận. Lần đầu tiên đại bại trong trận quyết định của SKT khiến những tân binh khi đó không nằm ngoài sự chỉ trích gay gắt từ cổ động viên. Nhưng đáp trả lại áp lực, Bang và Wolf chỉ lặng lẽ chăm chỉ tập luyện không ngừng để lần lượt mang về thêm một danh hiệu LCK cùng chiếc vô địch chung kết thế giới danh giá và phòng truyền thống SKT. Trong chiến dịch huyền thoại của đội hình SKT hùng mạnh nhất ngày đó, Bang và Wolf càng chơi càng hay. Wolf xuất sắc với những lựa chọn mở giao tranh, trong khi Bang thì gánh rất uy tín khi cầm các tướng tủ. Các bài trùng mới gần như đã xóa nhòa hình bóng của Picklet và Pomandu trong tâm trí người hâm mộ SKT. Dẫu cho 2015 là mùa giải đã thành công trên phương diện cá nhân lẫn tập thể cho Bang và Wolf, nhưng sau này nếu được tặng tiền để quay về lúc đó, họ cũng sẽ từ chối. Để có thể đạt đến cảnh giới cao nhất, Bang Wolf cùng các đồng đội đã phải tập luyện với cường độ khắc nghiệt trong cả năm trời. Họ thậm chí đã vừa đấu tập vừa khóc vì áp lực, nhưng đó cũng chỉ là bước khởi đầu, khi Bang và Wolf vẫn chưa cảm nhận được sức nặng khủng khiếp của ngôi vị số 1 thế giới. Bất chấp những kỳ vọng và sức ép dành cho nhà đương kim vô địch thế giới, Bang cùng Wolf vẫn kết thúc nửa đầu mùa giải 2016 với thành công tuyệt đối. Những chỉ trích sau khi SKT thi đấu trệch choạc ở LCK mùa xuân vừa là áp lực vừa là yếu tố thúc đẩy Bang Wolf trở lại mạnh mẽ hơn để giành ngôi vô địch chung cuộc. Và sau đó là danh hiệu số 1 tại MSI, nơi Bang và Wolf cuối cùng đã trả thù thành công người Trung Quốc cho thất bại một năm trước. Nhưng ngay sau đó ở giải mùa hè, khó khăn lại về bám lấy Bang và Wolf. Các bài chung vô địch thế giới vẫn chơi rất chắc chắn, nhưng cả tập thể SKT thì không còn giữ được sự lạnh lùng và sắc bén như trước nữa. Cái giá mà đế chế áo đỏ phải trả là để ngôi vô địch Hàn Quốc rơi vào tay kỳ phùng địch thủ Ross Tigers. Còn bản thân Bang Wolf và đồng đội cũng trực tiếp thất thủ trước kẻ thù truyền kiếp KT Roster trong trận đại chiến viễn thông ở bán kết. Những cú sẩy chân liên tiếp trong khi vẫn được xem là đội tuyển mạnh nhất chắc chắn lại đặt lên vai Bang và Wolf những sức ép kinh người trước thềm chung kết thế giới 2016. Không còn được đánh giá là kẻ đáng sợ nhất thế giới nữa, hóa ra lại là lợi thế cho các tuyển thủ thường xuyên gặp vấn đề tâm lý như Bang và Wolf. Để rồi tại xứ cờ hoa sau đó, các bài trùng đường dưới của SKT đã có giải đấu quốc tế hay nhất sự nghiệp. Giai đoạn vòng bảng diễn ra tương đối dễ dàng cho SKT khi đối thủ của đội áo đỏ chỉ là những cái tên tầm trung. Nhưng sau khi lọt vào bán kết, thách thức ngay lập tức xuất hiện. SKT được bốc thăm vào nhánh đấu gồm toàn những đội tuyển mạnh nhất giải. Chướng ngại đầu tiên sẽ là Dream Team của Royal Never Give Up với Uzi, Mata, bộ đôi mạnh nhất thế giới trên lý thuyết trấn thủ đường dưới. Nhưng bất chấp danh tiếng của hai huyền thoại bên kia chiến tuyến, Bang cùng với Wolf đã thống trị bot lane trong trận tứ kết này, gần như toàn diệt Uzi Mata. Chính xạ thủ vĩ đại nhất như Uzi cũng phải công nhận, Ezreal Hàn Quốc trong tay Bang thời đỉnh cao đã ao chỉnh anh khi hai người đối đầu ngày đó. Sự xuất thần của cặp xạ thủ hỗ trợ SKT đã trực tiếp đưa đội tuyển áo đỏ lọt vào top 4 đội mạnh nhất.
Tái đấu cùng với Ross Tiger trong trận chiến hấp dẫn nhất lịch sử Liên minh huyền thoại, Bang và Woof tuy không nổi bật bằng bộ đôi đối thủ, nhưng vẫn là những người chiến thắng chung cuộc để có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch thế giới. Cuối cùng, ở cặp BO5 quan trọng nhất mùa giải, sự bình tĩnh chắc chắn của Bang và Woof là cao hơn hẳn Ruler cùng với Core JJ của Samsung. Vì thế, tuy không hề dễ dàng, nhưng chiếc cúp chung kết thế giới vẫn trở về với SKT, nằm gọn trong vòng tay Bang Woof cặp bài trùng số 1. Và chiếc cúp quốc nội ở khu vực Liên minh huyền thoại khắc nghiệt nhất, cùng với 3 danh hiệu quốc tế liên tiếp trong vòng 2 năm, không còn gì phải bàn cãi nữa khi gọi Bang và Woof là bộ đôi xạ thủ hỗ trợ vĩ đại nhất thế giới. Đến khi mùa giải 2017 bắt đầu, mọi thứ đã không còn suôn sẻ với Bang Woof nói riêng và cả SKT nói chung nữa. LCK mùa xuân và MSI vẫn là những giải đấu mà SKT thống trị hoàn toàn, nối dài con số danh hiệu vô địch quốc tế liên tiếp của đội tuyển áo đỏ lên thành 4. Nhưng sau khi trở về từ chiến tích MSI, cả Bang và Woof đều cảm thấy cường độ tập luyện và thi đấu giải quá dày đặc đang ngày càng hủy hoại họ. Vì thế, Bang Woof đã dần buông lỏng việc tập luyện hơn. Trong khi đó, những đối thủ thách thức ngôi vị của SKT đang ngày đêm rèn luyện với cường độ cao nhất. Và rồi chính Bang và Woof đã phải trả giá cho sự buông thả bằng các thất bại nặng nề trong giai đoạn 2 của năm. Sau khi để vuột mất chiếc vô địch LCK mùa hè, Bang và Woof đã có mùa giải chung kết thế giới cuối cùng đầy cảm xúc. Giống với năm trước, SKT không được đánh giá quá cao khi bước vào giải đấu, đó cũng là lúc đội tuyển áo đỏ đáng sợ nhất. Trong trận gặp gỡ đối thủ quen mặt Edward Gaming ở vòng bảng, SKT đã bị nhà vua LPL áp đảo ngay từ giây đầu tiên, khi khoảng cách chạm con số tử thần 10.000 tiền, không phải ai khác mà chính là Woof đã mở đầu pha giao tranh hoàn hảo nhất, kiến tạo nên cú lật kèo kinh điển nhất lịch sử Liên minh huyền thoại. Lại chót lọt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu, SKT sẽ đụng độ Misfits, một đối thủ dễ chơi đến từ châu Âu, đó là cho đến khi sự thụt lùi của Bang và Woof được thể hiện rõ. Ngay cả đương đầu với một bộ đôi đường dưới không thuộc LCK, Bang Woof cũng bị đấm gục không ít lần bởi sự xuất sắc của Hasama cùng Igna. Sự bạc nhược của cặp bài trùng khiến SKT bị một đội châu Âu dồn vào thế chân tường, điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng rất may, bản lĩnh giao tranh quá cao của tập thể SKT vẫn giúp màu áo đỏ vượt qua cửa tử. Chưa kịp thở phào, Bang Woof lại phải tiếp tục tiếp đón ứng cử viên số 1 trong ngôi vô địch Royal Never Give Up với Uzi và Minh. Khác xa so với một năm trước, siêu xạ thủ Uzi này đã căng, cầm trong tay tướng thủ Vayne. Uzi bắn tàn nát SKT và lại đẩy nhà đương kim vô địch vào thế bị dẫn trước 2-1. Sau trận đấu, đến Bang cũng phải ôm mặt thất thần. Chưa bao giờ, người hâm mộ lại thấy xạ thủ của SKT tuyệt vọng đến như vậy. Nhưng liên tục trong hai ván đấu cuối cùng, Bang đã biến áp lực tâm lý khủng khiếp trở thành sức mạnh. Những màn trình diễn mãn nhãn với Korkmor ở ván 4 và Caitlyn tại game quyết định của Bang đã đưa SKT một lần nữa trỗi dậy từ cho tàn. Trong vòng 3 năm liên tiếp khi có Bang và Woof phục vụ, đế chế áo đỏ luôn góp mặt trong trận chung kết thế giới. Dù vậy, lần này vinh quang đã không còn mỉm cười với bộ đôi huyền thoại của SKT. Đội tuyển áo đỏ bị Samsung dẫn trước đến 2-0 trong trận chung kết, nhưng chẳng còn cú lội ngược dòng nào như mọi khi nữa. Mặc dù điểm nhấn quan trọng nhất là tình huống Faker bị xích trúng ở ván 3, thì pha dồn sát thương rất lỗi của Bang ngay sau đó cũng trực tiếp đặt dấu chấm hết cho triều đại SKT T1 hùng mạnh. Áp lực của cái mác nhà vô địch thế giới hóa ra lại hủy hoại tâm lý của Bang và Woof đến mức thi đấu và chiến thắng không còn đem đến cho họ niềm vui nữa. Vì vậy, trong trận chung kết cuối cùng, chính Bang Woof đã không đủ tốt để giúp SKT chiến thắng một lần nữa. Năm 2018, Bang Woof vẫn tiếp tục gắn bó cùng SKT, nhưng cả hai đều đã bước qua thời kỳ đỉnh cao. Đặc biệt là Woof, người đã bắt đầu gặp nhiều vấn đề hơn với các chứng bệnh tâm lý. Sau khi kết thúc Rift Rivals giữa mùa giải, Woof gần như không còn thi đấu nữa để tập trung chữa bệnh, nhưng suất đánh chính cạnh Bang cho hỗ trợ trẻ Effort. Kết thúc một năm không có bất kỳ thành công gì, Bang và Woof cuối cùng nói lời chia tay với SKT T1. 5 năm dài gắn bó cùng nhau, tưởng chừng cả hai không thể tách rời, cũng như tàn vỡ với SKT. Nhưng vì những áp lực khủng khiếp cộng thêm phong độ đã suy giảm nhiều, Bang và Woof không còn lựa chọn nào khác. Woof chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho Supermassive. Hy vọng môi trường nước ngoài đỡ khắc nghiệt hơn sẽ cải thiện bệnh tâm lý của anh. Nhưng các chấn thương tinh thần vẫn tiếp tục hành hạ, khiến Woof đành quyết định giải nghệ vào cuối 2019, bất chấp kỹ năng cá nhân còn thừa sức thi đấu chuyên nghiệp. Từ 2017 đến khi đó, Woof đã mang 4 chứng bệnh tâm lý gồm trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn thích ứng và rối loạn hoảng sợ. Người bạn thân của Woof, Bang thì tiếp tục thi đấu cho đến tận năm 2021. 2 năm đầu sau khi rời SKT, Bang chơi Bắc Mỹ trong các màu áo 100 Tips và Evo Geniuses, nhưng chỉ có giá trị làm content. Năm 2021, Bang trở lại Hàn Quốc để gia nhập Africa Freeze. Sau một năm thi đấu không thành công, Bang cũng giã từ sự nghiệp và được T1 tổ chức lễ giải nghệ cùng với Woof vào tháng 1 vừa qua. Trong buổi lễ, Bang cũng công khai đã hẹn hò với MC Park Ji-sun từ lâu và cả hai đã đính hôn. Sau gần 10 năm dòng giã, Bang và Woof bắt đầu sự nghiệp với nhau và cũng kết thúc cùng nhau. Hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có hai chiếc vô địch chung kết thế giới liên tiếp, đã chứng minh quá rõ ràng đẳng cấp của cặp bài trùng huyền thoại này. Người ta có thể nhớ về sự bạc nhược của họ tại chung kết thế giới năm 2017, nhưng cũng không thể quên Woof với những pha mở giao tranh xuất thần bằng Rakan hay Zira, không thể quên Bang bắn cả thế giới bằng Kalista và Ezreal. Đứng một mình họ có thể chẳng là ai, nhưng cùng với nhau, Bang và Woof chính là bộ đôi vĩ đại nhất lịch sử.